Xin chào các bạn, video này mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái tính năng mới của Master Game 2019, đó là cái chức năng Section View. Thì cái công dụng của cái chức năng này là cho phép mình kết đôi cái mô hình bằng cái khu bằng cái khung nhìn thôi. Và nó không phải là một cái chức năng giống như trong cái phần Solid cho phép mình kết ngang, nó không phải là một cái feature. Vì vậy là này, nó chỉ hỗ trợ cho mình quan sát phía bên trong của cái model mình bao gồm mà có những cái gì. Thì cái trong cái phần Section View này nó có thể kết được cái mô hình khối Solid được tổ bóng và kết được stock model. Thì top model thì trong trường hợp này mình sẽ mở một cái file đợi một xíu. Đây là một cái stock model nó đang hiển thị, mình đã dùng cái session view này để mình kết. Mình kết phía bên trong của stock model, mình coi bên trong thì có cái gì. Đây là đối với trường hợp mà nó kết với stock photo, và nếu như bạn chọn cái select entity này, nó sẽ kết, nó sẽ giữ nguyên cái phần của số select nó như thế này. Và những đối tượng khung dây ví dụ như là ok mình những đối tượng khung dây như là cái đối tượng là line, sp line, nếu như cái mặt khánh chuẩn của bạn chọn nó có khả năng ngang qua thì nó sẽ kết đôi luôn. Các luôn tung thương hết, tức là cái tung bạc của mình đó là ví dụ như đây. Nếu như bạn chọn tụ mát thì nó sẽ kết đôi tụ mát thấy được. Sau khép này nó sẽ cho phép mình nếu như bạn bỏ đi thì nó sẽ thấy cái đối tượng mình kết kia giống như đối tượng họ. Nếu bạn chọn sau khép thì nó sẽ bị kín lại. Thì ở trong cái phần configuration đó, nó cho phép mình ở cái mục string. Thì ở đây cái phần section view khép này nó sẽ cho phép mình hiển thị cái độ trong suốt của cái mạch bị kín đấy, cái khép đấy. Khi bạn kéo 100% thì nó sẽ hiển thị như solid. Thì để mà sử dụng được cái chức năng này, trước tiên là bạn phải chọn được cái mặt phẳng chuẩn mà bạn muốn muốn nhìn thấy, muốn kết làm cái mô hình đó làm đôi. Ví dụ trường hợp này tôi sử dụng mình sử dụng cái mặt là black. Black tức là mình nhìn từ bên trái nhìn qua, nhìn ngược lại. Và trong cái một trong phần plane đó, nó có một cái phần gọi là phần session. Ở đây bạn chỉ cần chết vào một led đấy, và đồng thời ở đây bạn phải kích hoạt cái chế độ section view, tức là bạn phải nó phải đi phải được chọn như thế này thì lúc này bạn mới xem được. Nếu không là mình dù ở đây mình chọn là chết section, tuy nhiên ở đây nếu mà không chọn thì nó sẽ vẫn không không có hiện gì. Như vậy ngoài ra bạn có thể sử dụng kết hợp với một cái lệnh khác, đó là lệnh dynamic blend. Dynamic blend ví dụ như bạn kết cái mô hình mà thế này,
và kết hợp để sử dụng cái section ở mục ở đây, bạn chọn check section ở đây. Thì lúc này khi bạn ghê và bạn di chuyển thì nó sẽ cắt cái đối tượng mình bạn cần muốn xem ở phía bên trong. Và nếu bạn ok thì lúc này nó sẽ lưu trữ lại cái trạng thái của cái mình đó. Trên đây mình đã nói về cái what new của bản Master Game 2019 đó là lệnh section view.